Sáng ngày 29 tháng 3, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc điều động bổ nhiệm ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Quy và ông Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, điều động ông Nguyễn Văn Quy giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Khích giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương từ ngày 1 tháng 4 năm 2024.